Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang có mặt tại Thuận Thành, Bắc Linh. Và hôm nay thì Bà Sa Đức Huy có mặt tại nhà vườn Đình Văn Hữu Đích tại Thuận Thành, Bắc Linh. Nhà vườn đã có tổ chức cuộc giao lưu, gặp gỡ các nhà vườn, các nghệ nhân, anh em yêu cây cảnh trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thì hôm nay có giao lưu tại nhà vườn Đình Văn Hữu Đích tại Thuận Thành, Bắc Linh. Chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả. Chào hai ông chủ. À, bắt tay hai ông chủ đấy. Chào anh Đức Huy nhá. Hai ông chủ chào tất cả mọi người đang xem. Chào anh Huy nhá. Chào bạn. Hôm nay em mời đến mấy trăm khách em. Dạ thôi, chỉ gói gọn chỗ anh em thân quen thôi anh ạ. À. Thì khoảng độ tầm 80 người. À 80 người. Vâng. Tất cả những gọi là tâm phúc anh kiểu dạng thế. Anh thấy nhiều rất anh nhiều cây cảnh nhỉ, nghệ thuật. Đây có mấy anh nữa. Trong này thì mình em có nhớ mình có khoảng bao nhiêu tác phẩm không? Tác phẩm thì em có đếm đâu nhỉ? Khoảng chắc có phải tầm hơn trăm cả hơn trăm cả thành phẩm thế được khá nhiều đúng không? Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy sẽ đi chia sẻ cho quý vị từng tác phẩm. Chào chào chú nhá. Chào anh nhá. Đây mọi người đang đến rồi quý vị nhá. Vâng ạ, chào chào chú nhá. À chú. Chào Bà Sa Đức Huy nhá. Chào anh nhá. Vâng vâng. Chào anh Đảm nhá. Anh mới xuống rồi anh. Vị ngắm dàn cây bonsai nghệ thuật của nhà vườn. Bà Sa Đức Huy sẽ đi lần lượt để quay cho quý vị. Ở ngay đầu cổng quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm cái xanh giáng trực. Cái xanh giáng trực bóng tàn cực kỳ đẹp của bạn ấy. Tác phẩm thì cao từ mặt chậu lên khoảng 1,5 m. Tác phẩm có tên Đại Thụ Kim Ngân. Một cái xanh Nam Điền. Hoàn thiện giá trị của nhà vườn. Và nhà vườn còn rất nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật nữa. Đa dạng các chủng loại. Trước mắt quý vị đó là cái tác phẩm cái sung. Một cái sung hoàn thiện. Và quý vị còn được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây dưới hoàn thiện đó. Cây dưới hay còn gọi là cây hoàng anh mộc. Nhà vườn cũng có rất nhiều tác phẩm dưới hoàn thiện. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm xanh Nam Điền cổ của nhà vườn. Đây là cái tác phẩm xanh Nam Điền Bà Sa Đức Huy cũng thấy khá là giả. Một cây cổ chân vệ đường thân. Là một cái cây quý ở trong vườn. Chiều cao thì khoảng 1,1 m quý vị ạ. Và quý vị sẽ đến với một cái tác phẩm lục bừng rất rất là nghệ thuật. Quý vị chiêm ngưỡng một cái lục bừng đường thân khá ấn tượng của nhà vườn. Khuôn viên của nhà vườn thì cũng rất là rộng rãi. Quý vị hình dung là hơn 100 tác phẩm mà. Nên là một cái không gian lý tưởng để chơi cây cảnh. Đã bảo cây này bán lúc ấy có 1,5 triệu thôi. Nhưng em đang có mặt cũng rất là đông. Mà cái chậu ngày xưa ấy là nó... Ông ơi con chào ông. Ông ơi con chào ông nhá. Ông là bố của anh Đích ạ. Dạ vâng. Ông cũng chắc là anh cũng thừa hưởng cái đam mê của từ ông phải không? Có, tất cả là nói chung là hai bố con cùng đam mê cả thì mới chơi được. Vâng. Nếu không đam mê thì không thể chơi được cây. Dạ vâng. Nghĩa là ông vừa ý con hỏi là ông là người thổi cái đam mê cho anh Đích hả? Vâng. Cũng là người thì người dẫn dắt anh Đích
và cũng là người người đam mê cho các cháu, cũng là người gần như người dẫn dắt chơi và người người như người 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 người, người, người thầy trong chơi cây của các anh của các em đúng không ạ? Và con cảm ơn ông nhé. Vâng. Về chiêm ngưỡng những cái tác phẩm bonsai hoàn thiện của nhà vườn. Đấu trường 100 anh ạ, loại dần. Con ấy lâu ghê rồi. Dàn cây bonsai mini này là cái mơ ước của anh em rồi. Nhà. Đẹp quá. Anh thời ơi. Người thành phố là thích những cái hàng cây này nén mày. Dễ bê mà. À. Dễ bê cũng dễ mà. Anh một mình anh này anh bê được mấy cây đấy? Dễ bê. Hôm nay anh bê mấy cây? Đẹp anh quá, anh chọn anh bê cây nào thì anh đấy. Chọn trước đi. Bô ba đẹp gì? Vâng. Bô ba đây được quá. Rất là tuyệt vời. Nó lại chất liệu là xanh quê hết. Ba đẹp nhỉ? Dằm quý vị nhìn đây, dày đó. Cây này cũng đẹp nhỉ. Đây là xanh Nam Điền đúng không? Nam Điền này. Đẹp quá này, dàn cây. Những cái cây này là đều phát triển trên cái phóng viên Yên Bonsai. Chào em, hôm nay thì em mở máy nên tác hình tác nghiệp đấy chứ hả? Anh xong rồi thì em có nhiều nhạc ấy. Rất nhiều cây chất lượng của nhà vườn đúng không? Cây Thanh Hóa để chiếm 1/2. Thì hãy chiêm ngưỡng những cái tác phẩm chất lượng của nhà vườn. Mấy cây đa mà các anh nó làm mà cẩn thận quá nhỉ. À, ừ thì thôi mình cứ ghé chơi to thì không nhìn được. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái ruối. Cái ruối nghệ thuật quá. Ruối rất nghệ thuật của nhà vườn. Đây, anh nào tuổi rồng thì mang cái tác phẩm này về anh ạ. À. Đây như một thuyền rồng này. À. Rồng hóa đấy. Thế à? Đúng không? Đúng rồi, nó phải có sự tưởng tượng. Tưởng tượng ra được thì đấy là một cái đầu rồng biến hóa kia là đúng rồi. Sau này sau này em làm lại em biết được. Sẽ làm hơi to xong làm vậy. Đây thành gần như một người đứng đây. Ý tưởng là kiểu như là lý hay tổ đi trực gần đời đủ. Đẹp đấy, công nhận. Thì cái đó là đẹp quá. Bắt buộc phải nuôi này to. Quý vị ở nhà vườn ở Thuận Thành, Bắc Linh quý vị nhá. Cách cầu hồ khoảng 2 km. Cái này cây cũng hồng của người ta. Giống cái cành thỏ này. Anh Hoàng ở Nam Diên mà. Anh ừ anh giúp em lấy cái hàng cắt lên được. Về chiêm ngưỡng những cái tác phẩm xanh Nam Điền hoàn thiện của nhà vườn. Những cái tác phẩm cũng chỉ cao khoảng 60 phân thôi. Giúp em nhá. Đi em về. Cái bè này nó đang yếu thì mình cũng ra được bao nhiêu mình cũng cắm hết, hỏng hết số thì nó cắt to. Đã nó lở đúng không? Ờ, nghĩa là mình không cần cắt kệ nó. Như trên này cắt thì có tư, nhưng mà dưới này là có bao nhiêu là mình rồi cắm xuống đất này. Thế nên là cái cây này nó rất là kinh tế kiểu, mình bảo thì nó càng. Đây. Khá nhiều cây bonsai chất lượng của nhà vườn của biển. Mọi người đang đứng đông ở một cái tác phẩm đang trực. Một cây trực hoàn thiện của nhà vườn. À, cho em ngắm cùng ai các anh đấy. Vâng. Ngắm cây trực này. Đẹp đấy. Trực đẹp quá nhỉ anh nhỉ. Đẹp đẹp tuyệt vời. Một cây trực bóng tàn mịn màng hoàn thiện của nhà vườn. Tác phẩm cao từ mặt chậu lên khoảng 60 phân quý vị. Đa số nhà vườn thì những cái cây tầm trung và mini quý vị. Đây, cái này bảo cho lên đá nhưng mà chưa tài chính nó chưa có. Các anh em ở Thuận Thành thì thường xuyên tổ chức những cái cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Những cái cuộc qua những cái cuộc giao lưu này thì rất là bổ ích quý vị ạ. Mọi người chiêm ngưỡng cây cảnh và bình phẩm và đưa ra những ý kiến đóng góp để cho phong trào chơi cây ngày một phát triển hơn. Quý
vị hãy chiêm ngưỡng những tác phẩm hoàn thiện và những tác phẩm đang xây dựng của nhà vườn. Trước mắt quý vị là cái tác phẩm si, xin lỗi quý vị là cái phôi si đang trong quá trình xây dựng. Phôi si này sau phát triển ở cái cây nghệ thuật. Và cây đề quý vị này, đề rồi lộc vừng. À, quý khách vẫn chưa đến đủ quý vị ạ. Khoảng gần trăm anh em thì tí nữa sẽ cái sân cây của nhà vườn sẽ rất là đông. Cái này anh lấy của anh là 60 triệu. 60 triệu là 10 đầu là lấy cái này nữa. Thêm đâu nhỉ? Còn đi ăn thịt chó với nhau này. Không đâu, nó có kia không trụi này. Rồi đúng lúc cũng bắt đầu là dịch xong em nhắn cho tháng 11 này là được 25 đến 35. Cái này về em được mấy năm? 25. Tầm 25. Tháng 11 này 25 thì phải. Vậy cắt lại hết rồi. Ừ, trước là tay kiểu gạo nó cùm lắm. Nó cùm. Anh thích anh sàng lọc ra nhiều. Thế hả? Đây như cái cây của anh Đảm kia giờ cũng đang phải chỉnh sửa nhiều. Cái này trước nó còn ok đẹp hơn. Bóng này sau vẫn phải thu lại nữa. Kéo cũng vào. Đẩy đi một lần. Năm sau này. Cái tác phẩm này là vừa rồi Văn mua ở em lấy ở chỗ nhà chú Minh Bảo đấy. À, cái trưng bày đấy nhỉ. Yeah. Này, trước kia là của anh Đảm. Anh Đảm okay. Lấy của Linh. À. Linh lấy gọi như là Linh của Diễn Trọng. Vị chiêm ngưỡng không gian của nhà vườn, nhìn từ trên cao xuống. Chào anh em nhá. Quý vị chiêm ngưỡng tiếp những tác phẩm của nhà vườn. Nếu có bỏ sót tác phẩm nào thì mong quý vị thông cảm. Nhà vườn rất nhiều tác phẩm. Anh ơi, quê Bắc Giang đây này. 5 cây. Em mua ở Bắc Giang á hả? Mua của nhà vườn nào em? Sung đâu của cái anh bạn anh bán các cái chậu bình thường để cho dân chơi cây chơi đấy thì vào mua ủng hộ. À mình lấy vào 5 6 cây. À mua 5 6 cây ở Bắc Giang. 5 6 cây. Đây, cây này của cây khế à, cây sung này. À thế hả? Cây sung này. Cây sung này của Văn này, sung này là cái cây rất đẹp nhỉ. Đấy, vừa rồi em ngâm nước cho nên nó tạm thời nó chưa ổn định. Cây này quả rất nhiều. Và anh thích là thân dẹt này. Văn nhỉ? Chuẩn bonsai nhỉ? Thân dẹt đang nổi gai hết rồi đây. Quả quý vị nhìn thấy quả là lên tận đầu ngọn quý vị nhá. Form dáng thì nùn. Cái này chỉ cao khoảng 80 phân thôi. Cái sung khá là đẹp của bà này. Quý vị chiêm ngưỡng một cây cổ của nhà vườn. Cái cổ đang rất là đẹp. Bà Sa Đô Huy đang nhờ mọi người xoay cái mặt trong ra. Tí nữa em ơi, đẹp ạ. Ok, tuyệt vời. Quý vị hãy ngắm một cây cổ. Cây cổ chất lượng của nhà vườn. Văn ơi, cây tác phẩm này em sở hữu lâu chưa? Em sở hữu là khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Lấy về xong bắt đầu là giãn cách xã hội này. Thế à? Ngày mùng 3 Tết. Lấy xong thì bắt đầu là bị dịch đấy. Vâng. Đẹp cái này, cây cổ đẹp cái này thì có ai yêu có cả không? Quan trọng là có ai yêu quý em nó hơn mình thì là khả năng là mình vẫn ra được. Cũng gả. Cũng gả. Thế à? Trừ vợ con thôi nhá anh em nhá. Trừ vợ con. Không ra được. À vâng. Quý vị chiêm ngưỡng xem một cái tác phẩm cây cổ của bạn ấy. Đẹp giá trị như nào?
tâm tí. Xong mai mày về khả năng là vào chân cầu hồ lấy cái tâm về cho huynh. Phong dáng khá là đẹp của bạn ấy. Được cái nó một cốt chuẩn. Cái dúi nghệ thuật quá này. Số điện thoại của Văn bao nhiêu em nhỉ? À, của em là 0966 831 999. Yeah, em Văn 18 cộng nhá. Số rất đẹp nhỉ. Quý vị xem cái thước phim này, quý vị cứ liên lạc với các bạn ấy. Các bạn ấy để tham khảo giá, giao lưu. Anh em thích thì cứ liên hệ cái số điện thoại của em để ép giá nhá. Ok em. Dạ. Tác phẩm này thì là đi với tác phẩm kia. Về dúi nghệ thuật. Dúi chỉ cao khoảng hơn 20 phân thôi nhỉ? Khoảng 25 phân nhỉ? 20 phân một chút. Chậu này là chậu tàu đấy. Có dấu ở non. À. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim tại nhà vườn Đình Văn và nhà vườn Hữu Đích tại Thuận Thành, Bắc Linh. Bà Sa Đức Huy đến đây, xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.